Hello cả nhà Youtube, hello bà con cô bác xa gần thì cảm ơn mọi người đang coi video của Sơn ha và chào cả nhà của mình luôn thì hôm nay Sơn quay cái video này ngay cái dịp là uh, July 4 đó là ngày lễ độc lập của Mỹ thì là July 4 năm 1776 là cái nước Mỹ là độc lập ha hàng năm cái ngày lễ này rất là lớn mọi người uh, ở ở, ở xứ Mỹ người ta tổ chức ăn rất là lớn giống như ngày độc lập của đất nước mà mọi người nhưng mà cái dịp này thì là do cái dịch bệnh thế này thế kia thế nọ nên là người ta cũng không ăn lớn lắm. Nhưng mà mình cũng gửi lời chúc tất, uh, hết thảy đến tất cả mọi người. Những ai mà đang ở Mỹ thì cũng có một ngày lễ vui vẻ bên gia đình mình hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng uh, giữ an toàn, hay bảo vệ bản thân và gia đình của mình. Mà cũng chúc cho những người mà coi video của mình luôn luôn bình an, hạnh phúc và vui vẻ. Thì hôm nay Sơn ngồi xuống đây, Sơn có một chủ đề muốn chia sẻ đó là khi mọi người đọc vô đó, cái tiêu đề đó là Tại sao Bích Sơn Trương làm YouTube chưa thành công như những người khác? Là chưa thành công giống như là Nhung Hà cuộc sống Mỹ hay là Quỳnh à, cái này là Ngọc Quỳnh à, ở Michigan à, tên tên cái kênh của bạn là à, Family Hoyer hay là Quỳnh Trần Tri Bay ở bên ở bên ở bên Nhật ha. À, hay là bên cạnh đó là có những cái kênh giống như là đi sao sơn giống như là Tri Brew hay là Kim Minh hay là long trần hay là à, thảo michigan ở mặt thảo của michigan luôn đa số những cái kênh đó Sân biết hay là những cái bạn kênh như là bạn linh ở bên úc ha hay là bạn hiền ở bên úc là những cái kênh đó thì hôm nay xưng ngồi xuống đây xưng muốn chia sẻ với mọi người á là lý do tại sao bích sơn trương làm chưa thành công trên youtube như là những người nổi tiếng đó thì mọi người biết là bích sơn làm kênh youtube là khi mà Sơn qua Mỹ vào tháng 3 năm 2017 thì vào tháng 5 năm 2017 Sơn đã thành lập và tạo ra cái kênh YouTube này mang tên là Bích Sơn Trương. Theo theo cái mặt bằng chung á là những kênh mà Sơn kể đó hầu như là cái kênh của Sơn á, là làm trước người ta. <laughs> có nghĩa là Sơn học trước, Sơn làm trước nhưng mà Sơn chưa có thành công như cái kênh của Nhung Hà, như cái kênh của Ngọc Quỳnh hay là những như cái kênh mà đang nổi tiếng gầm gộ bây giờ đó là kênh Quỳnh Trần. À, hay là những cái kênh mà sơn mới vừa kể ra kênh nhỏ hơn đúng không mà họ đã có tiếng họ đã thành công hơn sơn lý do tại sao là con sơn chưa có thành công được như họ cho dù sơn học trước sơn đi trước sơn làm trước thì mọi người thấy đi tại sao lý do là như thế nào đúng không thì mọi người coi video của sơn hay là coi video của nhung hà hay là coi video của ngọc uh, ngọc Quỳnh hay là coi video của uh, uh, của bạn quỳnh trần thì mọi người thấy là lý do tại sao mà con Sơn chưa thành công mà chưa tên tuổi như vậy Bên cạnh người ta thành công có tiếng mà người ta kiếm tiền Youtube còn nhiều hơn Sơn nữa nha Mặt bằng chung đó, thì Sơn nhìn đó, những người đó người ta có thể kiếm từ 5 ngàn, 10 ngàn, thậm chí có thể là 20 ngàn luôn mọi người Tại vì kênh người ta có đó ra triệu, triệu sụp, triệu view và nó vài triệu sụp luôn Thì rất là hay luôn nha mọi người Và mình ngồi xuống đây mình phân tích là lý do tại sao Bích Sơn Trương lại chưa thành công như vậy phải là chính xác là phải nói là con sơn nó quá dở hay là con sơn nó thua người ta về cái mặt gì thì đây là nhận xét của bản thân mình mình biết là mình dở chỗ nào mình hay chỗ nào và lý do tại sao mình lại chưa được như những người đó những người tên tuổi đó thật sự mặt bằng nhé chung giống như sơn so sánh đây giống như chị nhung hà chị làm sao sơn và chỉ được được tài trợ bởi chị vinh nguyễn thị đúng không chỉ được tài trợ bởi chị vinh nguyễn thị thì sơn cũng được là tài trợ bởi cái kênh hồi xưa đó là dương trung hiếu thầy dương trung hiếu thì khi nhắc đến đó, thì mình cũng vẫn cảm ơn cái người mà đã giống như mình là cái người mang ơn và biết trả ơn cho dù bên cạnh họ họ có những vấn đề thì chuyện của họ nhưng mà họ đã từng dạy mình họ cho cái chữ mình họ chỉ cho con đường mình đi thì mình vẫn mang ơn tại vì cái người việt nam mình mình lúc là tôn sư trọng đạo không có thầy đố mày làm nên nên đó là cái tính của sơn á sơn phải nhớ ơn cha mẹ sơn phải nhớ ơn đất nước sơn phải nhớ ơn những cái người mà người đã người ta đã đã giúp đỡ sơn khi nghèo khó sơn biết nhớ ơn những cái gia đình gì mi chú đậu à, giúp đỡ sơn khi nào cái, cái sơn còn nhỏ sơn không um, có điều kiện thế này thế kia đó nọ cái chuyện nhớ ơn nó là cái cái tính bản bản tính của con sơn rồi nên là đối với sơn á là sơn cảm ơn những cái người mà mang đến cho sơn những cái kiến thức những cái à, giúp đỡ mình về cái giá trị tinh thần hay là giúp đỡ mình về tiền bạc sơn đều cảm ơn họ hết đó là cái lòng cảm ơn thì phân tích thêm là cái kênh chị nhung hà là bảo được chị vinh ủng hộ đúng không Mình cũng được thầy dương trung hiếu ủng hộ bên cạnh đó sơn cũng học giá khá là nhiều nha mà sơn chưa thành công giống như chị nhung hà ha chị nhung hà giờ kênh trên 300 trăm ngàn sập mà sơn cái kênh sơn thì sao nó lè đè lẹt đẹt à người ta nhìn con sơn thì người ta đánh giá đúng chính xác con sơn nó dở tại sao tại vì so về mặt bằng người ta mấy trăm ngàn sập còn trong khi mình bao nhiêu mình có mười mấy ngàn sập mình quá là dở mình quá cực y là dở sơn chấp nhận điều đó sơn rất là dở và sơn rất là tệ nó là đằng khác bên cạnh đó cái kênh ngọc quỳnh á, em này á, là là ở bên michigan em này mở kênh vào đâu tháng 11 năm 2017 đó em này làm sao sơn mà nhưng mà em này lại thành công quan dội ở xứ Mỹ này Khi nhắc đến thì ai cũng biết cái kênh Ngọc Bình này hết nha Khi nhắc đến ở xứ Mỹ này em này quá quá dày nhiều lượng sập gần ngàn triệu sập mà Kênh có nhiều cái video gần triệu view Đúng không? Đó là lý do người tại sao người ta đi làm sao mình mà người ta vẫn thành công hơn mình Bên cạnh đó còn có kênh Quỳnh Trần nữa Quỳnh Trần cũng là những người Sơn cảm thấy là làm cũng ngang ngửa với Sơn sao Sơn ha Mà người ta đi thành công tới triệu view triệu sập kênh triệu triệu vậy mà người ta kiếm tiền ha có nghĩa là có thể là kiếm tỷ tỷ luôn mọi người là tại sao con sơn nó không làm được như vậy mọi người ngồi đây phân tích đi thì sơn phân tích về bản thân mình là sơn dở có nghĩa là mình phải chấp nhận là mình dở tại sao cái mặt bằng chung là mình dở hơn họ rồi kênh người ta 300 000 người ta cả triệu, người ta cả vài triệu Thì đương nhiên mình có mười mấy ngàn Thì đương nhiên mình dở hơn người ta Đúng không mọi người? Mình dở hơn người ta rồi bên cạnh đó nữa là khi làm Youtube á, Sơn có học nhưng mà mình không có thay đổi bản thân đúng không để mà so sánh với kênh chị nhung hà thì chị nhung hà rất là dễ thương bà luôn tươi cười bà luôn niềm nở với tất cả mọi người còn sơn thì sao con sơn thì nó quá cá tính con sơn thì nó quá hổ báo khi mà ai mà nói tới con sơn á là mọi người nhớ là cái thời đầu mà con sơn nó làm youtube không khi mà ai mà nói động tới sơn á sơn làm một cái video dài lên luôn á sơn, sơn đấu đá lại họ luôn mọi người đúng chưa chính vì thế hãy so sánh mặt bằng này chị Nhung Hà bà cũng bị nói như vậy á mà cái cách của chị Nhung Hà bà rất là khôn khéo bà không bao giờ trả lại bà chỉ xóa luôn cái comment đó luôn mọi người còn Sơn đâu Sơn nó lì lắm Sơn nó cứng đầu lắm người ta comment nó không nó để vậy luôn mà bên cạnh đó nó làm ra cái video dài sọc luôn mọi người à, để mà đấu đá là những cái người mà khách không thích nó với những ý kiến trái chiều như vậy á thì đó là cái hạn cái dở ở Sơn cái hạn chế ở Sơn mà Sơn phải học từ chị Nhung Hà Ha. sơn phải học từ chị nhung hà là có nhiều khi nó, nói nhiều cái không mình mà nói chung là cũng quá đáng lắm nhưng mà tại sao chị nhung hà có thể có thể hề hề được có thể vui vẻ được có thể bỏ qua được mà con sơn lại không bỏ qua được đó chính vì thế mà con sơn dở tại đó và con sơn dở hơn chị nhung hà chỗ đó là con sơn chấp nhận em chấp nhận là em đã dở hơn chị nhung hà chỗ đó đúng chưa em biết em dở hơn chị Nhung Hà tại vì chị Nhung Hà là rất là vui vẻ rất là cư xử rồi thế này thế kia thế nọ thì em cảm thấy là phục chị điều đó và bên cạnh đó là chị có cái cái cái, cái khu vườn rất là đẹp mà người người ta không có và chị rất là thiệt thà thiệt tình mình quý chị ở điều đó và chị em cũng rất là trao đổi với nhau tại vì chị, chị nhung hà có dù có lớn đi nữa nhưng mà chị nhung hà vẫn theo dõi sơn và luôn coi kênh của sơn và em cảm ơn chị rất là nhiều và em phải học hỏi từ chị là em phải học hỏi từ chị từ những cái kênh lớn em phải dòm ngó là tại sao tại vì cái xưa là con sơn nó rất là cứng đầu Lý sao là sao? Nó không chịu có nghĩa là thay đổi để mà tốt hơn. Như chị Nhung Hà bỏ qua có nhiều khi nó không mà nó trời ơi chị Nhung Hà hái trái hái trái như leo á thì nó nói trời ơi cái anh xã của chị Nhung Hà có hàng giống vậy luôn đúng không? Mà chị Nhung Hà bà rất là hề hề, bà rất là cười cười trên những cái mà người, người ta làm Người ta cái kho mình của người ta khó chịu đối với chị mà chị vẫn vui vẻ chị vẫn bình thường đúng là yếu tố của người thành công nha mọi người đó là một trong những yếu tố của người thành công em sẽ học chị vào cái nét này em cảm ơn chị là cho em thấy và em sẽ thay đổi và em sẽ học hỏi tại vì em biết là em còn dở nên là em phải thay đổi để tốt hơn để cho bằng chị hay là có thể là tiến lên gần chị hơn và em cảm ơn chị cho em đã thấy được những cái hình ảnh của chị mà em học hỏi rồi sơn phân tích nữa là cái kênh thứ hai là cái kênh ngọc quỳnh là family hoyer em này tròn trẻ hơn Sơn, em này mới có chín mươi mấy thôi. Nhưng mà khi mà em này làm YouTube á là em này rất là gầm gộ, rất là nổi. Nhưng mà được một cái là Sơn làm không nổi bằng em ha. Em có cái hay của em mà Sơn cần phải học hỏi. Cái hay của em đó là em biết bán cái thứ người ta cần. ha đó là như thế nào? Bạn Sơn á, bạn chỉ thích làm cái chuyện của bản không à. À, có nghĩa là khi mà em làm cái kênh YouTube này á có nhiều khi cái mặt bằng youtube á làm thật sự là nó không có khó gì cho mọi người nó rất là dễ luôn và em biết để mà thành công á mình chỉ cần bắt chước mà mình làm theo thôi đó là cái bí quyết thành công nó không có gì mà khó hết trơn á nhưng mà con sơn này nó rất là cứng đầu tại sao nó không bao giờ chịu thay đổi nó không bao giờ chịu bắt chước người ta giống như là chị giống như là em Ngọc Quỳnh này nè hai vợ chồng em cũng rất là dễ thương mà hai vợ chồng em thường là bài ra ăn để ăn tôm hùm ăn này ăn kia ăn nọ ăn các thứ thì em này đang đang làm YouTube mà em này đang bán cái người ta cần là bên Việt Nam mình họ thích là à, ăn tôm hùm hay là đi vườn dâu hay là thế này thế kia thế nọ mà mặt bằng con Sơn sao con Sơn lại không bao giờ làm những cái đó đó là cái sai cái hạn chế của con sơn có nghĩa là khi mình làm youtube mình muốn thành công ở youtube mình muốn có thu nhập từ youtube mình phải học cách bán cái thứ người ta cần chứ không phải là làm cái thứ mình ta thích hay là bán cái thứ mình ta thích đúng không mọi người có nghĩa là giống như cái thời này là cái thời mà giống như phân tích thêm là giống cái thời này thời dạy dịch đúng không mà trong khi đó người ta cần khẩu trang người ta cần nước rửa tay rồi người ta cần bao tay mà mình lại đi bán một cái thứ là cái dạng như là à, vàng dòng thế này thế kia thế nọ mình lại bán một cái thứ là nó dạng nó như nó trái chiều hay là mà mình lại đi bán cái thứ mà xa hoa xa xỉ là những thứ không cần thiết cho đối với người ta thì làm ơi thở ơi bạn có bán giỏi cỡ nào bạn cũng không bao giờ thành công và bạn cũng không bán được nhiều hết đó là cái dở của sơn mọi người thấy không sơn phân tích đúng không sơn dở chỗ đó sơn chấp nhận và em này rất là giỏi em hai vợ chồng em này là biết em này đã thành công kênh gần chịu sụp mà mọi người là biết bán cái người ta cần đó là cái phần youtube và Sơn xin cảm ơn, xin xin cảm ơn là cái kênh của bạn để cho Sơn nhìn thấy. Có nghĩa là hồi xưa Sơn, Sơn rất là cứng đầu, Sơn không có nhìn thấy được điều đó và Sơn không bao giờ thay đổi. Người ta thích ăn mà Sơn không bao giờ ăn, người ta thích thích ăn cơm tôm hùm hay là ăn những cái món mà độc lạ rồi Sơn không bao giờ ăn. Mọi người thấy không? Đó là cái khác của Sơn đó. Còn cái kênh thứ ba nữa đó là kênh của bạn Ngọc Ngọc Uh, Quỳnh Trần Quỳnh Trần CB Quỳnh Trần Cuộc Sống Nhật Bạn này cũng sinh năm 1985 thôi Sơn thì 1986 Thì tụi mình cũng là 8 mít giống như nhau Thì cuộc sống của bạn thì khi mà lớn lên Bạn cũng có nhiều cái khó, cái khăn giống như Sơn thời đó thôi Nhưng mà vào cái mặt bằng Youtube á Bạn này lúc đầu cũng không hề biết làm nha Bạn này cũng là rất là lây quay nha cũng Ai cũng vậy thôi Khi bước vào mặt bằng Youtube này không ai nói ai giỏi hết Tại vì sao? con người mình mà sinh ra không ai biết sinh mà đứng dậy ra chạy. Nhưng bạn này có thật sự là có tài, bạn này rất là hay, bạn biết bán được cái hay, bán được cái nhu cầu của khách hàng. Nhưng mà cái bán của bạn nó có nhiều cái độc lạ nữa. Mọi người biết cái kênh của Ngọc Trần mà à, Quỳnh Trần mà, bạn này ăn những thứ rất là độc lạ ăn là người ta đã theo chạy theo là người ta muốn xem rồi có nghĩa là người ta muốn mua cái đó rồi là ăn uống đúng không về ăn uống người ta coi mà bên cạnh đó bạn này cho thấy bạn này ăn những cái mà rất là độc lạ bạn này ăn giày ăn dép ăn những trái cây của xứ mỹ ở ừ, xứ nhĩ xứ nhật ở bạn mua cái này thế kia thế nọ đó chính là cái lạ của bạn quỳnh bạn ấy biết là bán được những cái thứ mà người ta cần mua Mà bên cạnh đó cái cửa hàng của bạn, cái kênh youtube bạn lại bán những cái thứ mà khá đặc biệt nữa mọi người Mình rất là phục bạn Ngọc Quỳnh này luôn Và tuy là bạn nhỏ lớn hơn mình một tuổi nhưng mà cũng là 8 ít thôi bạn Mình phục bạn và bạn có kênh đã là 3 triệu sub Kênh rất là nhiều triệu view Ra là triệu triệu view nên là bạn này kiếm tiền tỷ tỷ nha mọi người và mình tin điều đó, có nhiều kênh ở Việt Nam nữa, họ làm mà họ kiếm tiền rất là tỷ tỷ luôn nên mình nhìn nhận cái sai của mình là mình quá cố chấp. Con sơn rất là cố chấp. Thứ nhì nữa con sơn rất là bảo thủ. Có nghĩa là không học hỏi người ta để nâng cao mình. Có nghĩa là mình biết mà mình vẫn cố chấp với cái cũ của mình, mình không chịu thay đổi và mình không chịu làm mới mình và mình không chịu phát triển. Thì bên cạnh đó có những mặt bằng giống như là thời mà sơn nghĩ làm á thì trong vòng 3 năm hơn mà sơn làm YouTube á mọi người từ tháng 5 năm 2017 tới bây giờ là Sơn trở lại là tháng 6 năm 2017 có nghĩa là 3 năm làm YouTube thì Sơn đã nghỉ một thời gian có nghĩa là gần 2 năm mà mọi người cái lần lần đầu tiên là từ 6 đến 8 tháng là Sơn không ra video lần này là một năm 3 tháng thì mọi người nghĩ đi trong 3 năm làm YouTube mà Sơn đã bỏ đi 2 năm Sơn không có làm mọi người biết không có nghĩa là Sơn có nghĩa là không có tập chung vào cái việc này. Vì Sơn không nhìn nhận đây là một cái cơ hội cho mình. Và Sơn không có nhìn nhận được biết là cái Youtube nó có thể mang lại lợi nhuận cho mình và cuộc sống của mình có tốt hơn. Là Sơn không nhận ra, Sơn không thấy được điều đó ở Youtube. Nhưng mà bây giờ khi mà Sơn ngồi lại và nhìn lại bản thân mình, sau 3 năm làm Youtube, sơn cực kỳ dở và quá dở dở hơn nhung hà dở hơn ngọc quỳnh dở hơn quỳnh trần đó là những cái kênh lớn nha mặt bằng như kênh nhỏ hơn là những người dưới trướng của sơn đó đó là chị tri pru chị này là từng không biết làm gì và chị này làm là nhờ sơn chỉ và những cái video của sự đầu tiên của chị là sơn chỉ hoàn toàn luôn cái thứ hai nữa là kim minh kim minh hoàn toàn cũng không biết làm gì luôn nhưng mà kênh kim minh cũng ra cả gần cả trăm sụp còn con sơn sao nó vẫn lè đè lạch đạch tới phía sau người ta có nghĩa là người ta đã đi xa rồi mà bạn này là bạn này đứng lại và bạn này có thể là ngừng lại luôn và ngủ luôn À, bạn này là cái dạng sơn lại dạng vậy đó đứng lại và ngủ luôn thì những kênh người ta tiếp tục làm như chị tri hay là kim minh hay là những cái kênh mà sơn biết giống như là chị nhi á, chị nhi ở bên việt nam lại hồi xưa chị không biết quay luôn mà bây giờ chỉ có năm kênh và chỉ bán hàng rất là tuyệt vời thì mọi người thấy đi những người mà được sơn á, đào tạo và trở thành những cái youtuber cực đỉnh mà là con sơn á, nó là dở nhìn mặt bằng chung là con sơn nó rất là dở tại sao cái thu nhập của con sơn chưa là cái zero gì của thiên hạ hết chưa không là cái gì của thiên hạ hết và cái lượng sụp của con sơn cũng không là cái gì của thiên hạ hết thì sơn ngồi xuống đây là sơn suy si thẻ cái lý do vì sao mà con sơn làm youtube chưa thành công cái thứ do thứ nhất là mình do cố chấp thứ do thứ nhì là mình do cả bảo thủ và mình không chịu thay đổi thứ do thứ ba là mình không chịu học hỏi thứ do thứ tư là mình không chịu nghĩ đây là cái tiềm năng để phát triển cho bản thân mình thì mọi người có nhiều cái lý do gặp lại và mình không chị không chịu kiên định để làm những người là dưới trướng của sơn là trong nhóm của sơn họ kiên trì họ kiên trì họ làm mình lại bỏ cuộc mình không làm một thời gian đó là có năm lý do chính mà người Sơn lại thua những người đó Thì hôm nay ngồi xuống đây để chia sẻ cho những người Đang yêu mến cái kênh youtube của Sơn Hay là những cái đâu đó, những anh chị á Giống như à, chị Hà đúng không? Chị Nhung Hà đúng không? Em Ngọc Quỳnh phải không? Quỳnh Trần đúng không? Đúng, những cái kênh lớn đó Chị Tri Bru đúng không? Chị Kim Minh đúng không? Chị Nhi đúng không? Đó là những người ha, Long Trần đúng không? Hay là Trang Anh ở bên cuộc ở bên Washington gần chị chị à, còn chị Nhung Hà luôn Đó là những kênh từng biết Sơn Đó là những cái tên cũng từng dòm ngó những cái video Sơn Và đó là những cái kênh cũng từng học hỏi ở Sơn Mà người ta làm thành công hơn Sơn Và lý do gì mà con Sơn nó làm thành công Thì Sơn xin ngồi xuống đây và chia sẻ với mọi người là một năm lý do lớn mà con Sơn không thành công thì coi khi mà sơn đã nhận ra được là cái sự sai của mình ở chỗ nào, sơn chấp nhận cái sai của mình và sơn xin sửa sai. thì từ ngày đây về sau á, cái con sơn này nếu mà không thành công ở trên youtube đó, sơn không có thể là không có một chỗ đứng ở trên youtube đó, thì con sơn không bao giờ bỏ cuộc. mình xin hứa với mọi người những ai mà yêu mến mình, những ai mà đang coi kênh youtube của mình và yêu mến mình, muốn mình được mọi người biết đến thì Sơn xin cảm ơn rất là nhiều. Và Sơn xin hứa với bản thân mình, hứa với mọi người những người mà đang coi kênh YouTube của Sơn, nếu mà bạn Bích Sơn Trương không thành công trong kênh YouTube này thì bạn Bích Sơn Trương không bao giờ bỏ cuộc. À, có nghĩa là sao? Là mình phải tiếp tục đi và tiếp tục đi Thì đi cho bằng chị, bằng em Bây giờ người ta đã tiến xa hơn mình rồi Cái lượng sụp của người ta lớn hơn Thì mình làm sao? Mình phải chạy theo người ta thôi Mình phải săn quần lên, mình văng ống quần mình lên Mình chạy theo họ thôi Tại vì sao? Cái thời gian mình ngủ quá dài Thời gian mình ngưng quá dài Thời gian mình cố chấp quá dài Thời gian mình không chịu thay đổi quá dài Nên là buộc lòng bây giờ là mình phải thay đổi thôi Mình là một cái đứa thật sự á Bởi vì á mình xin gửi lời khuyên tới hết mọi người con đường youtube nó không khó khó là tại do mình thôi sơn là một đứa cố chấp bảo thủ tại sao người ta đã có xe đạp rồi người ta kêu lên chạy đi người ta đã sáng chế xe đạp rồi chạy đi sơn hồng sơn sao sơn tháo bánh xe ra sơn tháo gà sơn gắn vô sơn tháo gà sơn gắn vô và làm như thế thì làm sao mình bị chậm cái tiến độ mà để đến cái thành công hơn đúng cho mọi người mình bị chậm hơn so với những người khác đó là lý do tại vì công sơn là cái tát kính nó vậy nó phải tháo ra nó gắn lại nó tháo ra gắn lại mà người ta đã sáng chế cho mình một cái xe đạp rồi mọi người chỉ cần nhảy lên đó và đạp thôi chỉ cần nhảy lên đó và đi thôi và chỉ cần nhảy lên đó là đạp đến đích thôi đạp nhanh hay chậm là do mình do sức của mình thôi mà không cái này đó là còn phải tháo bánh ra gắn bánh vô tháo bánh trước tháo bánh sau nó mất thời gian quá trời luôn đúng rồi mọi người đó là cái dở của bạn bích sơn trương và em xin ngồi xuống đây là em chấp nhận cái dở của em và em xin học hỏi những cái kênh lớn để mà em tiến bộ trong cái công việc là làm youtube của em là mặt bằng bây giờ là làm youtube khá là nhiều mọi người rất là nhiều rất là nhiều và em xin hứa với mọi người bích sơn là phải thành công bích sơn phải kiếm tiền được như những người đó nếu không thì sao kiếm tiền như nhung hà như ngọc trần như quỳnh trần nếu không thì sao sơn sẽ kiên trì đến ngày mà sơn phải đạt được tại sao những người đó đạt được mà bạn sơn lại không đạt được lý do gì bạn sơn không đạt được bạn sơn có thể là thua gì là bạn Sơn ngồi xuống đây là bạn thân biết dở cái gì, thua cái gì, không có cái gì, đã không có cái gì. Sơn sẽ chỉnh sửa bản thân mình để thay đổi theo cái hướng tích cực, thay đổi theo cái hướng thành công hơn và thay đổi theo cái hướng tốt đẹp hơn. Thì bên cạnh đó, chẳng những bạn Sơn thành công mà bạn Sơn còn có thể giúp đỡ những người khác thành công nữa. Không phải là chỉ có một mình đâu nha. Không phải chỉ có một mình Sơn đâu. Giống như Nhung Hà thành công, Sơn Nhung Hà cũng kéo được bạn Trang ở cuộc ở Singapore dũng lên đúng không? Rồi Ngọc Quỳnh thành công, Ngọc Quỳnh cũng kéo cả cả dòng họ vô là cả bà con dòng họ vô luôn nè, anh chị em rồi vô, rất là hay, rất là quý ở bàn này. Rồi bên cạnh bạn Quỳnh Trần cũng thành công đúng không? Cũng làm được nhiều kênh giúp đỡ người khác. Ok. Và Sơn xin hứa với mọi người, nếu mà con Sơn đã thành công con Sơn đã làm YouTube thành công. Khi mà Sơn đã chưa thành công thì Sơn đã cũng chỉ là những cái kênh người ta biết phát huy nó giống như Tri nè, Chi Pru nè, là kim minh hay nè là một phần nó giống như chị yến tô nè chị yến tô bả cực kỳ là bả nhát bà cực kỳ bà bà sợ bà thế này bà thế kia bà rất là tiêu cực nhưng mà khi mà sơn này nó chia sẻ thì hiện tại bây giờ bà yến tô là một cái tên tuổi mà không ai biết cái trơn luôn mọi người mà không ai biết tới bà yến tô là hay hết trơn á nhưng cái thành công của em là làm cho chị yến tô là phải kiên trì và chị yến tô là tự tin trong cuộc sống. Ha, thì cho như là tiền nó chưa có thấy được thành công trong cái mặt bằng YouTube, nhưng mà Sơn cảm thấy là quý là chị Yến Tô đã tự tin với mình, tự tin vào bản thân mình, chị Yến Tô đã dương lên và chị Yến Tô là phải phải vẫn làm YouTube mà chị Yến Tô á là vẫn vẫn nói vẫn làm và là vẫn nói vẫn làm vẫn làm vẫn nói. Thì có nghĩa là cái chị Yến Tô đã được sơn truyền cho cái động lực, sơn truyền cái lửa là có nghĩa là thì chúng tôi không bỏ cuộc ha có nhiều người người ta trong một cuộc hành trình dài có nhiều người người ta có khả năng người ta đi nhanh hơn về đến đích ok người ta đi đến đích nhưng mà có nhiều người người ta chậm hơn người ta kém hơn vậy gì, gì đó người ta đi chậm có thể là đi như gùa luôn mọi người nhưng người ta kiên trì và người ta tự tin đi chậm mà người ta không bao giờ bỏ cuộc có gọi là never give up never give up thì chị Yến này sẽ là một trong những kênh mà Sơn phải giúp đỡ chị Yến để thành công. Tại vì sao? Sơn đã nói rồi, khi mà con Sơn đã thành công, thì con Sơn có nhiệm vụ giúp đỡ chị Yến Tô này là một trong những người phải thành công giống như Sơn. Có nghĩa là thành công giống như chị Chi Bru hay là thành công giống như Kim Minh. Đó là nhiệm vụ của Sơn. Còn bên cạnh đó có bạn Vi Florida nữa. Bạn này cũng giống như Sơn. Không có khác gì cũng cũng là 8X. Nhưng mà bạn này chưa có phát huy được bản thân. Và bên cạnh đó là Sơn cũng có trách nhiệm Tại vì là bạn của Sơn rồi Là chơi chất với Sơn rồi Sơn sẽ chơi hết mình với bạn Và trách nhiệm của mình là phải dìu dắt bạn lên tới đỉnh Và khi bạn lên không được Sơn lên rồi Sơn nắm đầu, Sơn đi lại, Sơn nắm đầu, gịch đầu lên đó Bằng nhiều biện pháp để cho bạn mình lên Đó là con vi lo đi ra Nó phải lên và lên một cách rầm rộ Là Sơn mới chịu Có nghĩa là không được tụi mình vẫn tìm cách để lên Vẫn tìm học hỏi để lên còn bên cạnh đó có một kênh nữa là kênh bạn cái này là bạn luôn 8 mét luôn Bạn này sinh 84 nhưng mà bằng tuổi sơn 8 mét kêu bằng bạn luôn Rồi xong rồi là Quanh cuộc sống Mỹ Bạn này ở bên thác xịt nha bạn này Sơn cũng đã nhắc đâu đó trong những cái video của Sơn rồi Bạn này là kế toán trưởng ở bên Việt Nam Bạn này là có ăn học, dân học thức Mà đi qua xứ Mỹ này Mà phải làm những cái công việc Mà thật sự đó, mai mốt mọi người coi video của, của bạn này đi Thật là mình mình nói là cái tình hình chung nó lại vậy đó Thì khoa xứ mỹ này mọi người có một cái góc độ là sốc khác nhau nên là bạn này có cái sốc của bạn bạn này trở nên rất là mạnh mẽ và bạn cũng làm youtube nữa thì mình nói là mình cũng giúp bạn giống như mình và mình đảm bảo mình đi tới đâu mình được như thế nào thì những người bạn của mình những người chất của mình hay là những cái người mà yêu yêu mến mình hay là những cái người mà muốn làm youtube thì con sơn cũng thể giúp đỡ được cho những người đó thành công thì con sơn cũng bây giờ con sơn phải quay lại bên cạnh đó là để sơn sẽ có cái kế hoạch của mình trong gia đình của sơn sơn phải giúp đỡ họ mỗi người phải có một kênh youtube trong gia đình phải có làm youtube bên cạnh đó bạn bè thân của mình hay là những ai muốn muốn làm youtube hãy tìm đến sơn sơn sẽ chỉ trong cái khả năng của mình trong khả năng của mình trong điều kiện của mình bây giờ là con sơn còn phải đi làm kiếm tiền nên sơn không có thời gian nhưng mọi người yên tâm đi sơn sẽ có kế hoạch để cho chị chỉ cho mọi người để thành công hơn trên con đường youtube nếu mà mọi người muốn thu nhập ngàn đô năm ngàn đô Sơn nói là làm được, chắc chắn là làm được, nhất định là làm được nếu mình không bỏ cuộc và nếu mình chịu học hỏi. Thì mình nói rồi, mình hứa với bản thân mình, mình phải đi tiếp và phải đi nhanh hơn, phải đi đi nữa, đi nữa, đi nữa. Tại vì mình đã, đã ngủ rất là lâu rồi. Thì ngồi xuống đây là cái một số chia sẻ của Sơn tại sao Sơn làm Youtube chưa thành công như những cái kênh Youtube mà mọi người biết bây giờ. Thì cảm ơn mọi người đã coi video của Sơn và cảm ơn mọi người. Mình xin cảm ơn từ chân thành chân lọ tấm lòng chân thành của Sơn luôn là mọi người hãy cho Sơn biết là con Sơn cần thay đổi gì và con Sơn cần học hỏi gì. Tại vì bây giờ Sơn muốn thành công trong YouTube là Sơn muốn làm được cái gì đó trong YouTube và bên cạnh là về tiền thế này thế kia thế nọ nó còn những cái khác nữa. Sơn sẽ thay đổi gì? Sơn xin chân thành khẩn cầu cô gì chú bác các anh các chị các em hay là những ai mà yêu mến sơn cho dù yêu mến hay là không thích hãy gửi cho sơn những cái lời mà mọi người muốn sơn làm cái gì thay đổi gì và mọi người thấy sơn là có điểm nào nên phát huy thì mọi người hãy cho sơn biết được điều đó tại vì khi mà sơn nhìn sơn thì sơn nhìn không ra nhưng mọi người là những người theo dõi sơn coi sơn thì mọi người cho sơn biết sơn phải thay đổi gì cần học hỏi gì cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn những lời chúc tốt lành của mọi người dành cho sơn, cảm ơn mọi người đã coi hết video của sơn và hãy luôn theo dõi sơn, hãy luôn ủng hộ sơn và coi được cái những hành trình của sơn ở xứ mỹ này như thế nào, sơn sẽ thay đổi và học hỏi ra sao, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều, ha. dành những lời chúc tốt đẹp đến cho mọi người, mong mọi người luôn được sức khỏe, bình an và hạnh phúc, hẹn gặp lại trong những video tới và sẽ nhiều video nữa và hãy coi hành trình của sơn. Bye bye chào tạm biệt và happy July 4 cảm ơn mọi người bye bye hẹn gặp lại